Alo, alo, xin chào các bạn. Mình là Jeff Ren, chào các bạn đã đến với channel của mình. Và trước khi bắt đầu chuỗi hướng dẫn nhiệm vụ của trò cướp đường phố, thì mình xin được hướng dẫn các bạn một mẹo nhỏ. Các bạn có nhìn thấy bên góc phải không? Bên trên cái dòng tiền màu xanh là cái vạch đỏ, đó là vạch máu của mình. Và cái vạch, cái độ tối đa của vạch máu này sẽ tăng lên khi mà bạn thực hiện các pha như là bơi lội hay là bắn nhau ấy, nhưng mà cái đấy tăng rất là chậm và rất là hên xui. Tắt nhạc một chút nhỉ. Rất là hên xui và có thể nói là rất là lâu ấy. Nên mình sẽ dùng một mẹo nhỏ, đó là làm chuỗi nhiệm vụ đưa xe cứu thương chở bệnh nhân. Nhưng mà tại sao lại mình lại phải hướng dẫn làm cái nhiệm vụ này? Vì như bạn biết là cái nhiệm vụ này làm rất là khó chịu. Như ở thành phố như Los Santos chẳng hạn, cầu tiếc thì nó chẳng chịt ra, mà xét về địa lý thì cái thằng bệnh nhân nó ở rất gần, thế nên là nó sẽ cho mình khoảng thời gian rất là ít. Nhưng mà thực ra thì bạn phải đi vòng vèo mới đón ở đây đúng không? Nhưng ở đây mình hướng dẫn các bạn là ở vị trí này, đó là góc dưới cùng bên trái của cái bản đồ San Andreas này. Đó, tại đây này này, nhìn nha. Và cái xe cứu thương thì ở bệnh viện ở góc trái của thị trấn, nó đây. Đôi lúc bạn đi qua sẽ không thấy cái xe này, và bạn có thể vào server lại để tua đi 6 tiếng. Và khi quay lại thì sẽ thấy cái xe như này, nằm ở đây, bạn lấy nó và ấn 2 để bắt đầu nhiệm vụ. Với bạn nào chưa biết thì nhiệm vụ này là có những bệnh nhân chấm xanh bản đồ này. Như ở đây là level 1, nên bạn có một bệnh nhân. Level 1 bạn có một bệnh nhân, và khi đón bệnh nhân thì trở về cái điểm này. Thế là xong một nhiệm vụ. Nhiệm vụ 2 thì bạn có 2 bệnh nhân, và bạn đón 2 bệnh nhân về. Chiếc xe này thì có tối đa là 3 chỗ, cho nên bạn chỉ đón được 3 bệnh nhân một lúc thôi. Nếu như ví dụ như trên bản đồ này là có 4 bệnh nhân, có 4 bệnh nhân ấy, thì bạn cứ đón 3 người trước, còn một người bạn quay lại đón tiếp. Đón 3 người trở về bệnh viện xong lại quay lại đón người còn lại. Có 5 người thì bạn đón 3 người và còn 2 người thì để sau và quay lại đón tiếp. Mình sẽ hướng dẫn bạn tiếp, đó là đây. Thì ở thị trấn này bây giờ thì việc đưa đón rất là dễ rồi, vì rất gần, các ngóc ngách thì không xa nhau, bạn có thể đi rất là thoải mái như này đấy. Lưu ý nhỏ nhỏ là chỉ cần giữ cái xe thôi. Cửa mất một vài cái không sao vậy. Mất cửa có khi bệnh nhân lên còn dễ hơn. Các bạn nhớ chú ý tập trung là không được để hỏng xe nhá. Hoặc nếu mà vô tình đâm vào ai mà để cảnh sát nó đuổi thì cũng phiền lắm. Nhưng mà cũng may là ở cái thị trấn này cảnh sát cũng hiền. Khi bạn một sao thì nó cũng bỏ qua cho bạn thôi. Đây, ví dụ như bây giờ là có 4 người trên bản đồ rồi này, level 4. Thì bạn đón 3 người trước nha. Bạn cứ đón thong thả thôi, nhìn đồng hồ đừng có sợ, vì cứ mỗi lần có một người lên xe là đồng hồ nó lại nhích lên một chút, nhưng mà bạn cứ thong thả. Sau này có mấy phút, nếu mà bạn đi đều tay thì có thể có đến mấy phút dư cơ, không gì phải vội cả. Đó, xe mình có 2 rồi, giờ đón một người nữa là full. Thế nên là mình sẽ, đây, mình ưu tiên đón người xa nhất, vì mình cũng ở đây, gần đây mà. Đón người ở xa thì thời gian cộng thêm cũng nhiều lên ấy. Ví dụ như vừa nãy là 10 giây, 15 giây thì bây giờ nhá, chắc tầm khoảng 20 giây. Nếu nó cộng tầm 25 giây. Đó, còn người kia thì bây giờ xe, đấy, nó ghi là full rồi thì thôi. Cứ kệ người đấy, chốc quay lại đón được. Mình trả vẽ vừa cộng thêm giờ mà lo gì. Đó, lại cộng 25 giây nữa rồi. Đó, mình lại đón tiếp người này. Không vấn đề gì cả. Và bạn cứ làm như thế đến level 12. Mình nghĩ là level 12. Vì mình đã làm lâu rồi mà không nhớ lắm, nhưng mà khi mà cái xe, theo logic thì cái xe này nó chỉ chở được 3 người đúng không? Thế nên là nhiệm vụ nó sẽ phải chia hết cho 3. Ví dụ như là đi, đây là mình đi 2 chuyến thì nhiệm vụ nó sẽ phải đi khoảng
ba buồng chuyên ghế thì có thể là 9 này, 12 này, 15 này. Thì 15 thì nhiều quá, mà 9 thì lại béo á, mình nghĩ là 12 ấy. Đó, mình đi đây đi đấy, nó xong nhiệm vụ 4 rồi đấy. Bây giờ là lăng level 5. Ấy, lên xe đi thằng cu. Đây, vậy là đây mình tin là đây là đợt bệnh nhân cuối cùng rồi. Đoán xong đợt bệnh nhân này là đưa về điểm màu vàng là coi như mình đã hoàn thành hết chuỗi nhiệm vụ của đua xe cứu thương. Và khi mình đến điểm màu vàng, các bạn hãy để ý vạch máu của mình nha, sẽ có được bất ngờ nho nhỏ. Cái hướng dẫn này thì thực sự thì kể cả bạn có dùng cheat mã gian lận bạn không thể là có vạch máu được chứ nhá. Yeah, nhìn thấy chưa, vạch máu ấn tượng không? Không những vạch máu đã được đến mức tối đa mà bạn đã có thêm được một khoản tiền cách xù. Như lưu ý là cái này không thể dùng cheat được nhá, kể cả bạn có dùng cheat cũng phải có được. Đây là hướng dẫn kinh nghiệm cá nhân của mình thôi. Nếu bạn thấy hay thì like và subscribe nha. Còn sau đây là mình xin tiếp tục màn series game Anh Cướp Đường Phố Xa Đen, hoàn thành nhiệm vụ cơ bản. Ok, hello, mình đã trở lại đây. Và vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để có cái cột máu dài ngoằng như mình có ở đây, nhìn chưa, gel. Và không làm nan nữa, bây giờ mình sẽ đến nơi nhận nhiệm vụ của cái tay tóc bạc. Cái tay tóc bạc mà lập dị thị yêu ai, hắn gọi đến có việc gì quan trọng ấy. Và mình sẽ đến giúp đỡ hắn. Are you going to San Firo? Mày có đang định đến San Firo không? À, mình mang cả vali. À, hắn rủ mình đến San Firo, thành phố mới. Mình đợi giây phút này lâu lắm rồi. Cái đợt bị phiêu bạt đến cái chỗ ngoại ô này. Buồn, buồn kẻ thì chết luôn. Rồi, ô tô đẹp thế. À, đây là tiền. Mình quen được cái gã này qua tên cảnh sát biến chất. Tên cảnh sát ấy nợ tiền ông già này và mình phải làm việc trả nợ. Có khi ai tự nhiên quen được một tên hay ho. Mặc dù hơi điên. Ê, bà, cái thằng điên này. Hey, that sound like a chop. Oh man, Narcs, you fucking rat. Cái gì này? Tại sao cảnh sát đến? Don't put that on me. You don't want to deal with Tenpenny. Cái này đâu phải tại mình. Hết nợ với Tenpenny thế nên là nó phản bội lại thôi. Giờ làm đi này. We gotta torch those fields. I only hope Kaya can forgive us. Làm gì vậy nhỉ? À, ui rồi, thằng này trồng cần sa đúng không? Bây giờ mình phải giúp nó đốt cái chỗ cần sa đi. Một chỗ. Rồi. À, mình đốt cả là có khi nhanh hơn đấy. Đâu, đây như này nhỉ. Cứ đi lần lượt thật nhanh. Ừ. Trao đảo, trao đảo. Phê thuốc. Đốt cần sa chắc là bị say rồi này. Ôi, mình cũng chóng mặt theo luôn. Cái game này bựa đấy. Ôi chết rồi, đốt phía trước này đi qua cái nào được. Rồi cứ lách lách qua, đấy rồi. Còn cái núi một kia nữa chưa đốt hết. Ui, xài thuốc, xài thuốc. Từ từ thôi, từ từ thôi. Easy, easy.
Đây, đi ra thôi. À, đúng rồi, có bọn trực thăng thì sao mới đi được. Bây giờ phải làm nào chứ. Bắn rồi. Ủa, cái gì đấy? Ui, bazooka. Fuck. Cái này ngầu đấy. Anh cũng thích. Ôi dè, ui. Rơi đâu ấy. Ui trời. Ôi trời. Kinh quá. Đó. Ui dồi, đang phê thuốc. Bình tĩnh anh ơi, em phê thuốc. Ui. Trên đại, cái này đi cái xe này, đoạn này bật No Seven thì quên sầu. Ui, phê. Đường đi như nào đây? San Pedro ở đây. Cứ đi thẳng đã phải. Ui, phê quá. Ảo á. Cứ phê. Cứ kìa là bựa quá. Này, đỡ say rồi đấy. Cái xe thằng này màu mẹt thật đấy. À, chào mừng các bạn đến với thành phố San Andreas. À, bang San Andreas, thành phố này là thành phố San Fierro. Để nó nhầm, xin lỗi. Đây rồi. Chết rồi, đang trên cầu vượt làm sao mà vào thành phố được. Đi xuống đã. Người đèn đỏ luôn. Hãy ném em cây điếu cày. Anh cho em xin que riêng que đón với cơn mưa để ham phê. Anh đỡ em cái nhẹ. Ui, nhiều xe đạp ấy. Ui, va chạm. Ui, chết, bên kia đường. Lạc rồi. Em đang phê lắm rồi. Ừ, xe này chở 3 tấn cỏ, thằng nào đi chậm thế. Tôi không nghe nói chuyện nữa, vào luôn rồi. This is the place. Wow, Jesus dude, looks like you've been fed a bummer. Chết kìa, sao cái chỗ cho mình số tệ thế này nhỉ? Ây, quan tâm, từ chỗ server là được rồi. Điện kính trọng đã tăng rồi đấy. Hay, mình sẽ kết thúc tập này tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like và subscribe ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Bye bye.